10 phong tục Giáng sinh kỳ lạ và độc đáo trên thế giới. Lễ Giáng sinh còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh, Noel hay Christmas, là một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu sinh ra đời. Ngày lễ được cử hành chính thức vào ngày 25 tháng 12, nhưng thường được mừng từ tối ngày 24 tháng 12 bởi theo lịch Do Thái. Giáng sinh ở mỗi quốc gia trên thế giới đều mang nét đặc trưng riêng nhờ những phong tục vô cùng kỳ lạ và độc đáo. Sau đây, chúng ta cùng khám phá 10 phong tục đón Giáng sinh kỳ lạ trên thế giới nhé! 10. Ăn sâu bướm ở miền Nam Châu Phi. Sâu bướm là món ăn ngon và chỉ được ăn trong những dịp lễ đặc biệt như Giáng sinh. Đây là quan niệm ở một số nơi tại Nam Châu Phi. Món ăn độc đáo này được bảo quản bằng cách luộc chín những con sâu Mobian trong nước rồi phơi nắng hoặc hun khói để tăng mùi vị. Món ăn này được đóng hộp và bán tại khắp các chợ miền Nam Châu Phi và trở thành ngành công nghiệp triệu đô ở đây. Nghe qua, món ăn có vẻ khá rùng rợn, nhưng thực tế, sâu bướm Mobian rất có lợi cho sức khỏe vì chứa nhiều chất khoáng và nhiều sắt hơn cả thịt bò. 9. Hóa trang thành quỷ. Ông già Noel thường hay tặng quà cho những đứa trẻ ngoan, nhưng ở Áo, người ta lại có cách đón Giáng sinh khác lạ mà bạn chẳng thể tưởng tượng nổi. Tại quốc gia này, những người đàn ông trẻ tuổi thường mặc trang phục ác quỷ Krampus diễu hành ngoài đường để dọa những đứa trẻ có tên trong danh sách đen của ông già Noel. Ác quỷ Krampus là bản sao đối lập với ông già Noel, có nhiệm vụ đánh và trừng phạt tất cả những đứa trẻ không ngoan. Những người hóa thành ác quỷ Krampus chạy vòng quanh thị trấn với những chiếc gậy và roi để đánh đuổi những đứa trẻ. 8. Giáng sinh nhện. Người dân Ukraine sử dụng mạng nhện để trang trí cho cây thông Giáng sinh và cho rằng ai là người đầu tiên nhìn thấy mạng nhện trên cây thông vào buổi sáng Giáng sinh thì người ấy sẽ gặp may mắn cả năm. Truyền thống này xuất phát từ một truyền thuyết dân gian về một gia đình Ukraine nghèo không có tiền để mua đồ trang trí cho cây thông vào dịp lễ. Bất ngờ, vào buổi sáng ngày hôm sau, lũ trẻ trong nhà thức dậy và nhìn thấy cây thông được bao phủ đầy mạng nhện bằng vàng và bạc. Kể từ đó, người dân Ukraine cho rằng phủ mạng nhện lên cây thông Noel thì sẽ giúp gia đình sung túc, làm ăn phát tài. 7. Bắt gỗ thải ra bánh kẹo. Phong tục bắt nguồn từ xứ Catalan, Tây Ban Nha vẫn còn lưu truyền đến ngày nay. Caratio là tên gọi một khúc gỗ, biểu tượng của mùa Giáng sinh. Người ta vẽ mặt và gắn chân lên khúc gỗ còn nguyên vỏ để nhân cách hóa. Trong hai tuần đầu tháng 12, chủ nhà cho người gỗ này ăn bánh kẹo và các loại hạt mỗi ngày và một lỗ rỗng ở giữa rồi phủ một tấm chăn lên. Đến đêm Giáng sinh, họ đặt khúc cây trước lò sưởi và đánh bằng gậy cho đến khi người gỗ thải ra các loại bánh kẹo và hạt đã được cho ăn trước đó, vừa đánh vừa hát các bài Giáng sinh truyền thống. 6. Giấu chổi trong nhà. Trong truyền thuyết, cây chổi là phương tiện di chuyển của các mụ phù thủy. Người Na Uy tin rằng trong lễ Giáng sinh, phù thủy và những linh hồn xấu sẽ thoát ra và lấy cắp những chiếc chổi để bay lên trời. Vì vậy, vào ngày này, để tránh điềm xấu, những người phụ nữ thường giấu hết chổi trong nhà, còn người đàn ông thì ra ngoài cửa và bắn súng săn để xua tà ma ra khỏi nhà. 5. Nhét tiền vào tượng Karaner. Karaner là một tượng người đàn ông với chiếc mũ đỏ giống ông già Noel, tay kéo quần xuống quá đói và ở dưới gót chân là đống sản phẩm thải ra. Đây là biểu tượng cho sự màu mỡ và quyền bình đẳng của người dân. Hàng năm, vào dịp Giáng sinh, người ta mua tượng Karaner và nhét tiền vào trong bức tượng, rồi giấu chúng trong những cái máng ăn của vật nuôi để trẻ em đi tìm kiếm. Karaner còn được cải biên thành những bức tượng biếm họa các nhân vật nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực. 4. Trang trí cây chuối. Ấn Độ chỉ có khoảng 2,3% dân số theo đạo Thiên Chúa, nhưng Giáng sinh vẫn là một lễ lớn. Người Ấn Độ tổ chức Noel và tặng quà cho nhau như các nước khác, nhưng họ trang trí cây khác biệt. Trong lễ Noel, thay vì trang trí cây thông, họ lại dùng cây chuối. Cây chuối được thắp đèn và treo những hình trang trí được đặt trong nhà cũng như ngoài phố. Thậm chí, họ còn dùng lá chuối để trang trí nhà cửa của mình. Người Ấn Độ cho rằng cây chuối Noel sẽ đem lại nhiều may mắn cho họ trong năm mới. 3. Giáng sinh theo phong cách Halloween. Từ Giáng sinh cho đến hết tháng 1 hàng năm, người dân tại các ngôi làng ở miền Nam xứ Wales lại có phong tục chọn ra một người mặc đồ trắng, tay cầm một chiếc đầu lâu ngựa. Người này cùng với đoàn diễu hành sẽ đi tới từng nhà, dùng găng ngựa gõ cửa và dọa mọi người trong nhà. Họ sẽ hát hoặc đọc một bài thơ và những người trong nhà sẽ phải đọc hay hát theo giai điệu đó và coi đây là hành động mang lại sự may mắn. 2. Kangaroo kéo xe trượt tuyết. Ở Australia, ông già Noel ngồi trên xe trượt tuyết không phải được kéo bằng những chú tuần lộc như ở các quốc gia khác mà bằng những con kangaroo trắng.
Một trong những sự kiện không thể thiếu trong những ngày này là đêm đốt nến, hát thánh ca mùa Giáng sinh. Sự kiện này bắt nguồn từ thành phố Melbourne vào năm 1937 và được duy trì cho đến ngày nay. Hàng nghìn người tụ tập cùng hát vang những bài thánh ca với ngọn nến trong tay, truyền đi thông điệp hòa bình trên khắp trái đất và niềm vui đến mọi nhà. 1. Ném dài hy vọng tìm bạn đời. Phụ nữ độc thân tại Cộng hòa Séc xem Giáng sinh là dịp đặc biệt vì họ sẽ đứng quay lưng về phía cổng nhà và ném giày vào vai. Nếu chiếc giày quay mũi vào cửa có ý nghĩa là năm mới, họ sẽ tìm được người bạn đời. Ngược lại, nếu giày quay gót vào cửa thì các cô gái này sẽ vẫn tiếp tục sống cô đơn. Các bạn vừa xem xong video 10 phong tục đón Giáng sinh kỳ lạ và độc đáo trên thế giới. Và kế hoạch cho ngày Noel của bạn là gì? Đi ra đường cùng bạn bè hay ở nhà xem phim? Hãy bình luận bên dưới nhé! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.